quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Đường ống dẫn khí Nga-Trung Quốc sức mạnh Siberia 2 đã bị Mông Cổ loại khỏi kế hoạch dài hạn. Chương trình này kết nối Nga và Trung Quốc bị Mông Cổ loại khỏi chương trình hành động đến năm 2028 của nước này, quyết định được Quốc hội Mông Cổ đưa ra vào ngày 16 tháng 8. SCMP nhận định, động thái của Mông Cổ được hiểu là siêu dự án đường ống dẫn khí này sẽ bị gác lại. Phần lớn đường ống dẫn khí dài 2.594 km, sức mạnh Siberia 2 sẽ đi qua Mông Cổ. Do đó, nước này cần phải tham gia vào các cuộc đàm phán về chi phí xây dựng, trung chuyển khí đốt. Theo các nhà phân tích, việc sức mạnh Siberia 2 bị loại khỏi chương trình hành động của Mông Cổ là do bất đồng về giá giữa Bắc Kinh và Moscow, cũng như các yếu tố địa chính trị, với những lo ngại về các lệnh trừng phạt thứ cấp từ phương Tây. Munkhnaran Bayakhava, cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ cho biết, "Chúng tôi đang bước vào một giai đoạn tạm dừng dài." Theo ông, có khả năng Bắc Kinh không hài lòng với Gazprom vì nhận định rằng công ty năng lượng nhà nước Nga luôn đơn phương kiểm soát đoạn đường ống dẫn khí đốt qua Mông Cổ. Dự kiến cần ít nhất 4 năm để hoàn tất xây dựng và đường ống sức mạnh Siberia 2 sẽ cung cấp 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho Trung Quốc. Li Lifan, chuyên gia về Nga và Trung Á tại Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải chỉ ra, Mông Cổ hy vọng sẽ nhận được đầu tư từ Trung Quốc và Nga, nhưng Nga không có tiền và Trung Quốc cũng không vội xây dựng đường ống. Nga cần nơi tiêu thụ khí đốt sản xuất từ mỏ khí Yamal sau khi mất đi thị trường châu Âu vì xung đột ở Ukraine. Trung Quốc là khách hàng duy nhất đủ lớn để lấp đầy khoảng trống. Trung Quốc đã nhập tới 57,4 triệu tấn khí đốt của Nga trong 7 tháng đầu năm nay. Alexei Chigadeev, cựu giảng viên thỉnh giảng tại trường kinh tế cao cấp ở Moscow, nhận định quyết định loại trừ dự án đường ống dẫn khí của Nga-Trung Quốc sức mạnh Siberia 2 khỏi kế hoạch dài hạn của Mông Cổ là tỉnh táo và hợp lý, trong đó coi năm 2028 là điểm tham chiếu để quan sát thêm về khả năng khởi công dự án. Ukraine đang tìm kiếm sự chấp thuận từ cả London và Washington để sử dụng các tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp, tấn công các mục tiêu tận Moscow và Saint Petersburg. Tờ Guardian đưa tin, Ukraine đang tìm kiếm sự chấp thuận từ chính quyền Anh và Mỹ về việc sử dụng tên lửa Storm Shadow, nhưng đến nay vẫn chưa được chấp nhận được sự ủng hộ của đối tác. Tờ báo của Anh trích dẫn lời của các quan chức cấp cao Ukraine nói, Kiev đang nỗ lực đạt được sự cho phép của London về sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow nhắm vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, một chiến lược mà họ hy vọng sẽ có thể buộc Moscow bắt đầu đàm phán để chấm dứt xung đột. Việc sử dụng Storm Shadow để tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ chứng minh với Điện Kremlin rằng các cơ sở quân sự gần thủ đô của Nga đang bị đe dọa tấn công trực tiếp, theo các nguồn tin khác được Guardian trích dẫn. Tuy nhiên, chiến lược này vẫn có rủi ro là chưa nhận được sự ủng hộ từ Mỹ. Mặc dù tên lửa Storm Shadow được phát triển trong dự án hợp tác giữa Anh và Pháp, một số thành phần trong tên lửa lại được cung cấp bởi Mỹ, nghĩa là ý định của Kiev cũng phải được sự cho phép của Nhà Trắng. Tuy nhiên, cho đến nay, Washington vẫn từ chối vì lo ngại xung đột sẽ leo thang giữa phương Tây và Nga. Hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất 250 cơ sở quân sự và bán quân sự của Nga nằm trong tầm bắn của hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Mỹ đã gửi ATACMS tầm xa cho Kiev từ đầu năm nay, nhưng Ukraine chỉ được phép sử dụng súng để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ và bán đảo Crimea mà Moscow đang kiểm soát, chứ không phải trên lãnh thổ Nga. Theo Newsweek, một quan chức an ninh cấp cao giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã chia sẻ với Politico rằng việc tấn công bằng ATACMS nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Nga sẽ không hiệu quả như Kiev mong đợi, do Moscow đã di chuyển dàn máy bay quân sự khỏi các căn cứ không quân nằm gần Ukraine. Tuy nhiên, hôm 24 tháng 8, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVKF đã công bố các hình ảnh vệ tinh và bản đồ cho thấy 250 mục tiêu của Nga hiện đang nằm trong tầm bắn của ATACMS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Hình ảnh ghi nhận những mục tiêu bao gồm căn cứ quân sự quy mô lớn, trạm thông tin liên lạc, trung tâm hậu cần, cơ sở sửa chữa, kho nhiên liệu, kho đạn dược và trụ sở thường trực. ISVKF nhấn mạnh sẽ cực kỳ khó khăn hoặc không thể với Nga để nhanh chóng di rời tài sản khỏi những nơi này. Chỉ có 17 trong số 250 cơ sở này là sân bay, do đó quân đội Nga khó có khả năng tái bố trí tài sản khỏi 233 cơ sở còn lại như những gì họ đã làm với vũ khí hàng không, ISVKF đánh giá. Các lực lượng Ukraine không cần phải tấn công những mục tiêu quân sự và bán quân sự của Nga nằm trong phạm vi mà vũ khí phương Tây cung cấp để bắt đầu tạo ra áp lực hoạt động đáng kể lên quân đội Nga. Trên thực tế, Ukraine được phép sử dụng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, trang bị tên lửa dẫn đường GMLRS do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự nằm bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chúng có tầm bắn ngắn hơn ATACMS. Theo ISVK,
chỉ có 20 trong tổng số 250 mục tiêu tiềm năng của Nga nằm trong tầm bắn của GMLRS. Trong khi đó, Mỹ đã cấp cho Ukraine hai phiên bản tên lửa ATACMS có tầm bắn là 165 km và 300 km. Ngày 26 tháng 8, Nga đã tiến hành một cuộc không kích tầm xa quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp, gây ra mất điện trên khắp Ukraine. Kiev tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc không kích vào Nga để đáp trả. Theo các lực lượng phòng không Ukraine, cuộc tấn công dường như đã tiến hành vào sáng sớm ngày 26 tháng 8, với sự tham gia của thiết bị bay không người lái và tên lửa các loại. Quân đội Nga đã xác nhận chiến dịch này vào cuối ngày, khẳng định đã đánh trúng tất cả các mục tiêu dự định. Trong một tuyên bố trên Telegram, Ivan Fedorov, người quản lý khu vực Zaporozhye do Kiev kiểm soát, cho biết Nga đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp cả nước. Có thể xảy ra tình trạng mất điện do các cơ sở phải ngừng hoạt động khẩn cấp. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cũng đã báo cáo về các tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp điện tại thủ đô Ukraine, cho rằng nguyên nhân là từ sự cố lưới điện quốc gia. Igor Polishchuk, thị trưởng của Lutsk, đã báo cáo thiệt hại cho một mục tiêu cơ sở hạ tầng. Người đứng đầu vùng Poltava, ông Philip Bronin, cũng đã xác nhận về việc ngắt nguồn cung cấp điện khẩn cấp. Trước các đợt tấn công mới của Nga, tránh văn phòng chính phủ Ukraine Andrei Yermak đã cảnh báo trả đũa. Ý tưởng phá hủy hệ thống năng lượng của chúng tôi sẽ khiến cơ sở hạ tầng của Nga phải trả giá đắt. Vào đêm ngày 25 tháng 8, Kiev đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào các thành phố Saratov và Engels của Nga. Mảnh vỡ từ thiết bị bay không người lái đã lao vào một tòa nhà cao tầng. Sự cố khiến cho 5 người bị thương, bao gồm một phụ nữ được cho là đang trong tình trạng nguy kịch. Một vụ tấn công khác ở Engels được ghi nhận không gây ra thương vong. Trong khi đó, thống đốc vùng Yaroslav cho biết một thiết bị bay không người lái của Ukraine cũng đã bị đánh chặn khi đang cố gắng tiếp cận một nhà máy lọc dầu ở đây. Đầu tháng 8, Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn vào khu vực Kursk của Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công đã bị chặn đứng, mặc dù quân đội Kiev vẫn đang chiếm giữ một phần lãnh thổ trong khu vực và phải chịu thương vong nặng nề trong suốt cuộc giao tranh. Truyền thông Ukraine cho hay, lữ đoàn cơ giới số 54 của nước này gần đây đã thực hiện một vụ tấn công tên lửa vào bãi huấn luyện bên trong một căn cứ quân sự của Nga. Đoạn video được trang Milinwa trích dẫn cho thấy máy bay không người lái UAV Shark của đại đội Divine Punishment thuộc lữ đoàn cơ giới số 54 Ukraine trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trinh sát gần căn cứ quân sự Nga đặt tại khu vực Donbass đã phát hiện nhiều binh sĩ Nga đang có mặt tại bãi huấn luyện. Chiếc UAV Shark sau đó đã điều hướng hỏa lực để lữ đoàn cơ giới số 54 Ukraine sử dụng hai tên lửa M30A1 mang đầu đạn chùm tập kích bãi huấn luyện lính của đối phương. Quân đội của Nga tới nay chưa bình luận về thông tin và hình ảnh do Milimur trích dẫn. Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố số liệu về những tổn thất của Nga khi thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này. Tờ Ukraine Form đưa tin, Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm 26 tháng 8 đã tuyên bố nước này đã khiến cho đối phương tổn thất gần 608.820 binh sĩ kể từ khi xung đột nổ ra. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã khiến cho phía Nga thương vong khoảng 1.140 lính. Quân đội Nga đã mất 8.551 xe tăng, 16.642 xe chiến đấu bọc thép, 17.443 hệ thống pháo các loại, 937 hệ thống phòng không, 367 tiêm kích và 328 trực thăng, 14.134 UAV, 28 tàu chiến và một tàu ngầm. Một trích đoạn trong bản thông báo viết, quân đội Nga hiện chưa bình luận về những số liệu được Ukraine công bố. Trong khi đó, dữ liệu từ trang web phân tích phòng thủ tình báo Oris Pionkov của Hà Lan cập nhật hôm nay cho thấy, tổng số trang thiết bị hạng nặng của lực lượng vũ trang Moscow tổn thất kể từ khi phát động của chiến dịch quân sự đặc biệt là 17.529 khí tài, trong đó số xe tăng và xe chiến đấu bọc thép của Nga mất lần lượt là 3.336 và 1.522 chiếc. Bom dẫn đường GBU-39 đã được lực lượng Ukraine sử dụng để tập kích một cứ điểm của Nga tại vùng Kursk, gây ra thiệt hại đáng kể. Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh không quân sử dụng bom lượn GBU-39 để tập kích một cứ điểm của Nga tại vùng Kursk. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleschuk cho biết, một trạm điều khiển UAV, một đơn vị tác chiến điện tử, khoảng 40 binh lính và nhiều khí tài của đối thủ đã bị đánh trúng. Trong một diễn biến liên quan, Kiev tuyên bố quân đội đã kiểm soát được một khu vực có diện tích 1.263 km2 và 93 khu định cư ở Kursk, bao gồm cả thị trấn chiến lược Sudza. Bom lượn GBU-39 được Mỹ phát triển vào giữa những năm 2000. GBU-39 có đầu đạn nổ phân mảnh
nặng 93 kg, đủ để xuyên thủng bê tông cốt thép dày tới 1 mét, có thể được dẫn đường bằng radar chủ động và laser, GPS và dẫn đường quan tính, tùy thuộc vào cấu hình và từng biến thể. Hệ thống này tự hào có sai số vòng tròn khoảng 1 mét và có tầm bắn từ 75 đến 110 km. Đúng như tên gọi, bom sẽ lướt tới mục tiêu dọc theo đường bay được chỉ định trước, ở tốc độ thấp mà không cần sự hỗ trợ của động cơ tên lửa. Chi phí của hai loại bom này tương đối thấp, chỉ khoảng 40.000 đô la Mỹ trên một quả, so với chi phí 3,2 triệu đô la Mỹ của tên lửa Storm Shadow mà Kiev nhận được từ Anh. Do đặc tính tín hiệu radar nhỏ và thời gian bay tương đối ngắn, rất khó phát hiện và đánh chặn bom SDB bằng các hệ thống phòng không truyền thống. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thăng hàm cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zelensky chỉ vài tuần sau cuộc tấn công bất ngờ của Kiev nhằm vào Kursk của Nga. Theo thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Ukraine ngày 24 tháng 8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Zelensky, năm 19 tuổi, từng giữ cấp bậc quân hàm thượng tướng, đã được thăng làm đại tướng. Tướng Zelensky sinh năm 1965 tại vùng Vladimir của Nga, đã sống ở Ukraine từ những năm 1980. Ông được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine vào tháng 2. Theo truyền thông Nga, vào sáng ngày 6 tháng 8, khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine được xe bọc thép yểm trợ đã tấn công xuyên biên giới, nã pháo vào Kursk. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả một cuộc tấn công Kursk là hành động khiêu khích quy mô lớn khác của Kiev. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 13 tháng 8, Hyohai Tiki, khẳng định cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào Kursk trong những ngày qua không liên quan đến việc chiếm giữ lãnh thổ. Ông nói rằng Ukraine phát động chiến dịch này nhằm bảo vệ đất nước khỏi những cuộc tấn công tầm xa từ Kursk. Đến ngày 18 tháng 8, Tổng thống Zelensky khẳng định vụ tấn công quân sự của Ukraine nhằm vào Kursk nhằm mục đích tạo ra một vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới của Nga. Ngày 24 tháng 8, hãng tin TASS của Nga đưa tin, trong 24 giờ gần đó, khoảng 3.200 người đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới Kursk. Ông Antyom Sharov, phó phát ngôn viên của Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga, trong một cuộc họp báo đã xác nhận thông tin trên. Theo ông Sharov, có khoảng 10.000 người dân Kursk, bao gồm 3.000 trẻ em, đã được đưa đến các khu trung tâm lưu trú tạm thời ở một số vùng của Nga. Họ đang nhận được hỗ trợ y tế, tâm lý và pháp lý.